kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hướng về lời tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời. Là người Kitô hữu, chúng ta muốn đạt được một hạnh phúc, muốn được Thiên Chúa ban ơn này, ơn nọ, thì chính bản thân chúng ta cũng phải hy sinh. Cũng như cây nến này, muốn có ánh sáng, muốn có sức nóng, thì cây nến phải tự tiêu hao chính mình. Cây nến lúc này càng châm, cứ dần dần, cứ đốt cháy, cứ đốt cháy, cứ đốt cháy, dần dần, dần dần, phải tự tiêu hao chính mình. Và cuối cùng, chúng ta muốn có một hạnh phúc trên thiên đàng sau này, thì ngay đời sống chúng ta ở trần gian này thì chính bản thân chúng ta cũng phải tự tiêu hao chính mình, là phải hy sinh làm sáng danh Chúa để mưu ích cho chúng ta cũng như tất cả mọi người. Giuse, Lê Văn Thế và Maria Đoàn Thị Trang, chúng con có tự do và thận lòng để kết hôn không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Khi kết hôn, chúng con có bị ép buộc không? Thưa cha con không. Thưa cha con không. Khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con có sẵn sàng yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Chúng con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha con có. Thưa cha con có. Vậy bởi vì chúng con đã quyết định kết hôn, chúng con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của chúng con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh người. Anh Chúa Giê Thế, xin nhận em Maria Đoàn Thị Trang làm vợ của anh và hứa độc chung thủy với em khi thịnh vượng lúc gian nan, ốm đau lúc mạnh khỏe, và yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Trang xin nhận anh Giuse Thế làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Thiên Chúa xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin đoái thương đổ tràn đầy ân phúc xuống cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Hôm nay trước ban thờ, anh đoàn nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an. Em Maria Đoàn Thị Trang xin nhận lấy chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thủy của anh dành Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Anh Giuse Thế xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em dành Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hôm nay trước ban thờ, em đoàn nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới, phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới. Niềm hạnh phúc chân ngang.